đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Dạ, để bái Tam Bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân Ngài Thế Đức, con kính tri ân Đạo Tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ thưa, giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp cùng với thầy Kinh. Con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tha Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Tha Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Tha Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Brahmacharyo kathipati sampati katanjali anti varang ayajatha santi thasantam parajang kajatika de se tu thammang anukam pimang pacham san tham ma be ring vi na yan cha kha yang sun tan cha ban thang a vi tham ma cham mang a ko tha yan to cha tu san cha dan dang pham bu tha nay ye parisa ya mat je. Chúng sanh tất cả buồn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung tĩnh phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiệu trần như được nếm hương vị hữu dư niềm bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hạnh còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhớ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được trí đi vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy Kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng biết đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong lớp. Thân chào tất cả quý vị. Nãy hôm nay mình làm từ rồi học tới đầu ha, chính xác là tới đầu ha. Rồi nhớ sao tuần lộ nhập tiền quả lỗi lộ nhập mà rồi sao được đây sẽ dòm vô cái bản danh sách thì thấy Hồng Mai có hai Hồng Mai dữ, Hồng Mai 20, Hồng Mai 21, mình sẽ đôi rồi thôi. Rồi sàn hai máy giàu quá, giàu quá sàn tới hai máy, một cái Apple với một cái Smart luôn hả? Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Sam Sambuddho Bhagava Buddhang
bhagavan tang ativade mi svakshato bhagavata thammo thammang namastami supatibhanno bhagavato savakasangho sanghang namami sama sambuddhamma tulang sasattham aganuttama aviwadiyappa sessa avithammattasang kahang. Con xin thành kính thảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì được trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Rồi, để chương trình tiếp tục như thường lễ, cô Nhật Quỳnh Boss Bali lên lại tất cả quý vị cùng nhau quan hệ lên đọc ha. Rồi, xin mời. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiện Vũ cho biết đã nghe được âm thanh rõ và cảm ơn cô Kim Nhung. Và trước hết còn kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, còn kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, còn kính đảnh lễ quý bà quý cô. Na cha wa na wa re ba na vi phu ta phê đô na thi ta tha ta đà lâm ba núc ba đô cha. Trong phương cách diễn tiến của cha wa na ap ba na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa na năng at thành năng anh nhà ta ra mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lộ ma go ta phù na mê na cha tuất khát tùng tích khát tu mê qua qua gia thắc ca mạng ấp bát chích tòa rút thề ta đa nàn ta ra mê qua gia thà ra hằng cha tuất thằng bành cha mạng qua chắc bì sa ti ma hạt gia ta lô cút ta ra cha qua nệ su gia thà phi ni hà ra qua sề na dặn kinh chi cha qua nặng ập ba na quỳ thi mô ta ra ti ta tô ba rằng ập ba na qua sa nệ pha quăng gia ba tô qua. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu á ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự qua bậc ba hoặc bốn lần như chặt tâm, chuẩn bị, ba rí cầm á, cận hành, u ba cha ra thuận thứ, á nu lồ má và chuyển tánh gô trá phu. Tức khắc sau khi những chặt tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào, trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Ma nô đoà rê quy thi chích tắp bá quát tí na dô, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Ma nô đoài ba na ya di vi phụ ta ma lầm ba nặng a ba thằng a gắt cha ti tha tô ba rằng pha hoàng ga cha la na ma nô đoà ra vách cha na cha wa na sa nê ta đà rầm ma na ba ca ni
ba quá tần tí ta tô ba rằng phá hoàng ga ba tô a quy phụ tề ba na làm ba nề cha wa na wa sa nề phá hoàng ga ba tô wa hồ tí na tí ta đà làm ba nấp ba đồ tí trong ý môn. Khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng cha quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thí chích ta ni tì nề quá chích tấp ba đa đa sê ri ta quýt thà rê na ba nét thề ca chách ta lì sa quý phà quá dê ayamet tha ba rít ta cha quá na quà rô. Ba phương cách và mười loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của quá ná phụ. Kính cảm ơn thầy và kính nhường mình cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy kinh. Kính chào đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha sổ mana sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp. Ba na bi so mana sa sa ha ga ta wa ba thi can khi tap ba u bai kha sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng u bai kha sa ha ga ta wa ta tha bi ku sa la cha wa na nan ta rằng ku sa la cha wa nan che wa he ti mạnh cha pha la ta ya ma be ti kri ya cha wa na nàn ta rằng kri già cha hoa nàn arahat ta ta pha lành cha áp bề tị. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná áp bá na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná áp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná áp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatthi sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát, sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Tình sa su kha bùn nhàm hà đòa đa sổ bách kha cà ba rằng su khi ta kriya tổ a tha cha sam phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân thi hề tu ca liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 thiền cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả, và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bhutu cha na la sách khả năng cả ma bồn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu cả ma kriya tổ vi ta ra ga năng áp ba na
ayame tamano doare vi thi chitta bhavatinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xề khắc, tâm quả appana phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Kính cảm ơn đạo tràng, thân mời Thiền Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ngày hôm nay. Đoạn 1. Appana chawana ware pana vifuta vedo nati tatha tada lam panupado cha. Trong phương cách diễn tiến chawana appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy, không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tathahi nhà na sam pajutta kama vachara chawa na nang at thành nang anh nyatarat mình parikham mubachara nuloma gotrafu na me na chatukhatum tikhatu me wa wa chathak kamang upachitva niruthe tadanang tara me wa ya thara hằng cha tut thằng bành cha mang qua cha bi sati mahagata lo kut tara cha wa ne su ya tha phi ni ha ra wa se na yang kinh chi cha wa năng appana vi thi mô tara ti ta tu pa rằng appana wa sa ne pha quan gáp hà tù quá hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm quá nát liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikhamma cận hành, upachara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, vô tra phù, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp, bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào thiền, tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Manot dware vi thi chitta bhavatinayo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manodvare phana yadi vifutama lam banang apatham agacchati tato pharang phavangacchalana manodvara vachana chawana vasane thadaram manathakani Pavatanti tato parang phavangapato avifute panalam pane chawana vasane phavangapato vahoti nathi tadalam panupadoti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng cháo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vittichitta nitine vachittu Thada taserita vittha rena panette kachatta lisa vipha vaye ayamet
tha parita chawana waro, ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chawana phụ. Appana vithichittavatti nayo, tiến trình tâm an trì. Dạ, con đã đọc bài xong. Con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào thầy Kiên, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tathaso manasasahagata chawana nang tarang appana piso manasasahagata wa ta ti cam khi tập ta upekha sahagata chawana nang tang upekha sahagata wa tat tha pi kusala chawana nang tarang kusala chawana che wa het thi mạnh cha phalat tayamapte ti kriya chawana nam tarang kriya chawana arahata phalang cha apte ti. Ở đây tức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một chawana appana sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chawana đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây đức khắc theo sau một chawana với thọ hỷ, một chawana appana sắc na định với thọ sẽ khởi phát, sau một chawana đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chawana appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một chawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Chawana hành sẽ có một chawana hành và quả a la hán nối tiếp. Đoạt tìm sa sukhap pun nhầm hà đoà đa sô bách khá cà pa rằng su khi ta kri ya tô áp tha chá sầm phòn tí u bách khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tắc sắc, 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Vũ thức chá nà ná sắc khà nằng cà má bùn nhà tí hề tú tồ tí hề tú cà má kí giá tồ vi tá rà gà nằng ấp bá nà á giá mét thá má nồ đòa rề quỳ thí chích bá quách tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp bá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn thầy Kim, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính đảnh lễ thầy. Kinh con xin phép và đạo tràng xin phép được đọc bài. Đoạn 1. Appana chawana vare pana viputa viputa tape do na thi tattha tattha lam panupa do cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân giữa sáng và tối, cũng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tathā hi ñāna sampayutta kāma vācāra cawana nan at
thần năng anh nhát ta rát minh pa ri cam mu pa cha ra nu lo ma vát ra bù na me na cha tu khát tùng tít khát tùng me quá và giá tha cầm măng úp bát chí tòa ni út thề ta ta nành ta ra mê vá giá tha ra hằng chất thúc thần bằng chất măng na uy thi mô ta ra ti ta tu phát rằng áp phát na quá xa nề phát quần đá phà tu quá hồ ti trong trường hợp này bất luận tâm nào trong tám cháo quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị parikamma cận hành upacara thuận thứ anuloma và chuyển tánh kotrapu tức khắc sau khi những chặt tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng mano tare uti chitapawat Nayo tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn Mano Dore Panaya Di Vipu Tama Lam Banang Appa Tham Akat Chati Tato Pharang Pharwan Gat Chalana Mano Dora Wat Chana Chana Na Wa Wasane Tata Ram Mana pa ka ni pa wat tan ti ta tu pa rang pa pa wan ka pa tu awi pu te pa na lam pa ne cha wat na wasa ne pa wan ka pa tu wa ho ti na ti ta da lam pa nu pa tu ti trong ý môn khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá văn quá dao động ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt sau đó chìm biến vào phá văn quá trong trường hợp với đối tượng tối có sự chìm biến vào phá văn quá sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh Ti ne wa chi tu pa ta da se ri ta vi tha re na pa ne te khat cha ta li sa vi pa wa ye a ya me tha pa ri ta cha wa na na wa ro ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được giải sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu quán áo phụ Appana Vichitittap Pawattinayo tiến trình tâm an nghỉ. Dạ, con kính tri ân thầy và con kính tri ân đạo tràng. Con kính mời giảng sư Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Và nguyên như con xin kính lĩnh lễ ngài Chư Đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài. Đoạn 2. Tát Thát Sô Mana Saga Hagata Chawana Nan Ta Rằng Ấp Pana piso manas sasahagata waba tikan khitap ba ubekha sahagata chawana nantarang ubekha sahagata watat
thà bi cú sa la cha quá nà nành ta rằng cú sa la cha quá nành chề quá hết thi mình cha phá lách ta giá mấp bề ti kri già cha quá nà nành ta rằng kri già cha quá nằng a ra hát ta phá lành cha áp bê ti. Dạ con xin cô bố xin một lần nữa, bên con không thấy ạ. Dạ cảm ơn cô. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sắp mà bách tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa xuất khá buồn nhằn hà đòa đá sù bét khá cà bá rằng su khít tá quý giá tù át thá chá sầm phòn tí ú bét khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê túc cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát 64 thiện sắc cộng với 28 thiện siêu thế. Dạ con không thấy được ạ. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc, cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thuyền, duy tác 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Sao lạ ghi mỗi lần cô boss lần đầu tiên con không thấy gì hết thưa cô. Hình như cô boss phải hai lần con mới thấy. Bú thút chá nà ná khách khà nằng cà má buồn nhà tí hề tú tồ tí hề tú cà má quý giá tồ quý tá rà gà nằng áp bá nà. Á giá mét thá má nồ đòa rề quỳ thí chích tắp bá quách tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê cá, tâm quả appana phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái và sau tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Và con đã đọc bài xong, con xin kính mời chư vị khác ạ. Sa thú. Dạ. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay con xin đọc bài hôm nay và đoạn 1. Appana chawana ware banawi phu ta wi phu tắc về đồ natthi ta tha. Ta đà lầm banup bà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của cha quá ná, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tất thá hi nhà na sầm ba quốc ta cà mà qua cha ra cha quá nà nằng thành năng anh nha ta ras min bari kamuna mubachara nulo mago trafu na me achatut kat tam tikkat tu me wa wa ya tha thak ka mang upak chi toa ni ru thề ta da nan ta ra me wa ya tha ra hằng. Thằng bành cha mằng hòa chấp bì sa ti ma hắc ga ta lô cút ta ra cha quan
tarachawa ne su yatha phi ni ha ra wa se na yang kin chi chawa nang apana wi ti mo tarati tato barang apana wa sa ne pa wang ga ba to wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chawanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thuần thú, anuloma và chuyển tánh rotrapu. Tức khắc, sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano dore viti cittapavittinayo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano dore panayadi vipu tama lam banang aba thang agat chati tato barang pha quang ga chala na mano dora vắc chana chawana wasane tada ramana baka ni ba vắc tan ti tato barang pha quang ga ba to avifu te bana lam bane chawana wasane pha quang ga ba to wa ho tin nat ti tada lam banup bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký phát khởi khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cháo hóa ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá, sau khi luồng cháo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thi chít ta ni tì nề quá chít tức bà đà đá xê ri tà vít thà rê na ba nét thề chá ká tà lì sa vi phà quá dê a gia mét thà ba ri tà chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cháu ná phụ Appana Vithichattap Bhavatinayo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc bài xong và cũng cảm ơn đạo tràng. Dạ, con cảm ơn thầy Kim thật nhiều, cảm ơn cho Nguyễn. Dạ, con xin mời Quang Thành ạ. Nam mô Bích Thầy. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ thầy Kim, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Alo. Alo. Đoạn 2, Tát Thá. Sụ ma na sa ha ga ta cha qua na nam ta rằng áp pa na pi sụ ma na sa ha ga ta qua qua pa ti cam khi ta ba u pa kha sa ha ga ta cha qua na nam ta rằng u pe upekha sagahata gawa tathapi kusa lachawana nam tarang kusana wan kusana chawan nae wa he thi mai mạnh cha pha la ta cha na ma pe ti kiriya chawana nam tarang kiri chawan nam
năng arata than lành chapa apeti. Ở đây tức khắc theo sau một trái quá ná với thọ hỷ, một trái quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát sanh, sau một trái quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trái quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trái quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trái quá ná thiện trong trường hợp chứng ngộ xăm ma bát tí, sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát sau một trái quá ná hành, sẽ có một trái quá ná hành và một a la hán quả nối tiếp, một quả a la hán nối tiếp. Đoa tình sa ku su kha pu nhang hà đoa sa so bách kha ca pa rằng su khi tar ca Kiriyato Atha Cha Sam Phun Ti Upekhaka. Sau tâm thiện có ba tâm Tí Hê Tú Ca liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 8, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, 1 ngũ thiền A-la-hán quả. U-chut-cha-na-na-sách-kha-nang-ka-ma-pun-nya-ti-he-tu-to-ti-he-tu-ka-ma-kri- Ya to vitara gana apana aya mithamano dware vitichittapavatti nayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sách khá, tâm quả apana phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Con đã đọc xong, con kính tri ân quý đạo hữu. Con có sai, con xin thầy và quý đạo hữu sửa cho con. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Con không nhìn thấy tên ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyện, con xin kính đảnh lễ sự trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Đoạn 1. Appana Chawana Ware Pana Quý Phụ Tà Quý Phụ Tá Phê Đồ Nạp thi ta thà ta đà làm bá nước bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của trá quá ná áp bá na, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tát tha hi nhà na sàm bá yút tá ca ma quá chá ra trá quá na nàn. Athanang amyatarasmin parikamupacara nulo mago trafu name
yathakkamang upacitva nirodhe tadanantarame vayatharahang. Chattuthang panchamang va chappi sati mahagatalo gottarajavan nao Rawane suyatha phine ha rawase na yang kin chi chawanang appana we thi mo tarate tato parang appana wasane vaga wangapa to wahote. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chawanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma, cận hạnh, upachara, thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, vô trác phù. Tức khắc, sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp bất luận tâm Chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rề quỳ thí chít tắp báo quá tí ná dù, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề bá ná giá đí quý phù, ta mà lầm bá nặng à bà thầm à gác trá tí, ta tổ bá ràng phần gác, chá lá ná mano đoà ra, quách chá ná, quán, quách chá ná, Chawana wasa ne tada ramana paka nipawatanti tato parang kawan gapato awifute pana lambane Chawana wasa ne kawan gapato wahuti nati tada lambanupado ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập pháp văn gá dao động, ý môn hướng tâm và trả quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào pháp văn gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào pháp văn gá sau khi luồng trả quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thi chít tà ní tì nệ quá chít túp bà đà đá xề rí tà quýt thà rì nà bà nét thề ca chát tà lì sá quý phạ quá dì a yá mét thá bà rít tà chá quán ná quà rù. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana phụ Appana Vi Thi Chitta Pawati Nayo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đầu trang ạ. Đây, ai đọc cũng diễn như ai đọc cũng diễn rất là quan hỷ ha, là vì là trình độ Bali của vị là tiến bực rất là nhiều ha, nghe rõ ha. Ok rồi các bạn, rồi hôm nay nhưng mà tiếp tục bài học mới, lộ nhập thiền quả, đọc về cái lộ nhập thiền quả. Lộ nhập thiền quả. Phá lá sa ma bát đi chích ta quỳ thí. Phá lá sa ma bát đi chích
ta quỳ thí lộ nhập thiền quả. Ủa mà quên đó, nhờ mọi người lên đọc cái bài cũ chứ, bài cũ có biết tới đâu chứ, quên chỗ này. Ai tình nguyện lên, ai tình nguyện lên, đọc cái bài từng rồi đi. Em rủ lên rồi. Ai giơ tay? Rồi, xin mời ai giơ tay giơ nha. Rồi, xin mời cái gì? Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào Thầy Kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài hôm thứ 6 tuần trước. Các loại thần thông ít thí quý tha là sự thành tựu những năng lực đặc biệt. Có 10 loại thần thông. 1. Thành tựu thần thông do quyết định với một thân, vị ấy muốn hóa thành trăm, thành ngàn thân, vị ấy quyết định, ta hãy hóa thành nhiều thân. Trí lực này nương vào tư tâm sở. 2. Thành tựu thần thông do biến hóa, bỏ thân bình thường để hóa thành một thân khác, do năng lực định. 3. Thành tựu thần thông do trí đạo A-la-hán, như mọi phiền não được sát tuyệt trong tâm tứ đạo. Đây là thành tựu của trí đạo A-la-hán. 4. Thành tựu thần thông do ý tạo ra từ thân vị ấy một thân sắc khác y như vậy, do ý sinh. 5. Thành tựu thần thông do định tướng, như thành tựu sơ thiền, do mục đích từ bỏ năm triền cái. Đây là thành tựu do định tướng sanh. 6. Thành tựu thần thông do xả niệm, không ghê tởm với những vật đáng ghê tởm, do nhờ xả niệm được vững mạnh. 7. Thành tựu thần thông do quả nghiệp, như chim bay giữa hư không hoặc một số loài ngọa quỷ du hành giữa không trung. 8. Thành tựu thần thông do phước, như vua chuyển luân vương du hành khắp bốn châu cùng với bốn binh chủng. 9. Thành tựu thần thông do năng lực chú thuật, như các chú thuật gia du hành giữa hư không. 10. Thành tựu năng lực thần thông do tinh tấn, như các môn nghệ thuật được thiện xảo do tinh cần rèn luyện. Thần thông trong tâm lộ hiện thông ám chỉ 3 loại thành tựu là: 1. Do quyết định. 2. Do biến hóa. 3. Do ý sanh. Trong phần thông lộ hiện thông này đề cập đến 5 loại thông lực thế gian là: ít thí quý thá thần thông, đít ba sô tá thiên nhĩ thông, chê tô bá rìn nhà ná tha tâm thông, phúc phê ní hòa xà nút xá tí túc mạng thông, đít bác khú nhãn thông, lộ nhập thiền áp phá nà chít tá quỷ thí áp phá nà an chỉ nhất tâm trên đối tượng nhập thiền được thực hiện sau khi phát thiền. Nhập vào các tầng thiền trong thời gian dài tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh. Những yếu tố cần quan sát có 5. 1. Chú xứ đang ngụ như thế nào? 2. Thời tiết khi ấy ra sao? 3. Loại vật thực đã dùng ra sao? 4. Sự đắc định khởi lên trong ai nghi nào? 5. Trạng thái tâm khi ấy ra sao? Muốn nhập định lâu dài,
cần tu luyện năm pháp quả gì là năm pháp tự tại cho thuần thục. Một, Avacchana quả gì, tác ý hướng tâm tự tại, tác ý đến chi thiền nào, chi thiền ấy sanh khởi lên theo ý muốn, lâu mau tùy thích. Hai, nhập thiền tự tại, xá mà phách cha ná hòa xì, muốn nhập định trong oai nghi nào, bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu đều được như ý. Ba, chú thiền tự tại, á thít thà ná hòa xì, an trú trong thiền bao lâu đều như ý, muốn 5 phút sẽ kéo dài 5 phút. Bốn, xuất thiền tự tại, phút thà ná hòa xì, muốn xuất thiền bất kỳ lúc nào như ý. Năm, phản khán chi thiền tự tại, bách cháu quét khá ná hòa xì, muốn xem xét chi thiền nào, chi thiền ấy hiện bày rõ ràng cho vị ấy, lâu mau, tùy theo ý muốn, tâm lộ, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, thiền vô số. Dạ, con đã đọc bài xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con. Đây, xa thứ, xa thứ. Nghe lại cũng rất là tuyệt vời, hay có gì ha. Trong đây chúng ta cũng, quý vị cũng đã có được một vài cái thần thông rồi ha. Chẳng hạn như thần thông gì đọc Bali lên, đưa Bali lên là đọc cái rẹt liền ha. Do thần thông, do nhờ chuyên cần, do nhờ tinh tấn tu tập học hỏi này kia, thần thông là do sự chuyên tu ha. Và còn ai có được cái thần thông nào nữa không? Ai có ngồi thiền cái bay được cái thần thông nào không? Cô Nhung bay được chưa? Không ai bay được chưa? Nói là tôi dữ lắm, mà tôi thiền dữ. Alo, nghe rõ không cái gì? Alo, 1, 2, 3. Có nghe rõ không? Rõ ha, ok. Ta thấy im ru tử, không nghe gì nữa. Rồi bây giờ mình học về lộ thông rồi lộ nhập thiền ha. Bây giờ mình qua lộ nhập thiền quả. Lộ nhập thiền quả Palasama Bhattichitta Quỳ Thí. Lộ này lộ đặc biệt ha. Số dòng ghi lộ nhập thiền quả chỉ có bậc thánh nhân mới nhập vào được. Lộ nhập thiền quả chỉ có bậc thánh nhân mới nhập vào được. Thánh nhân mới nhập được, tức là cái lộ mà nhập thiền quả là chỉ là bậc thánh mới nhập vô những cái quả thánh được ha. Thì mình xuống mình ghi muốn hưởng quả niết bàn, muốn hưởng quả niết bàn đã chứng, muốn hưởng quả niết bàn đã chứng được thuộc thiền siêu thế. Phải, muốn hưởng quả niết bàn đã chứng được thuộc thiền siêu thế. Phải. Muốn hưởng quả niết bàn đã chứng được thuộc thiền siêu thế, phải vì ấy an trú định để hưởng giải thoát, để hưởng giải thoát lạc, để hưởng giải thoát lạc ấy. Vì ấy an trú định để hưởng giải thoát lạc ấy. Tức là một vị thánh muốn hưởng cái quả niết bàn nhưng đã chứng được thiền thuộc siêu thế đó. Chẳng hạn như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà muốn nhập vô lại cái quả niết bàn để hưởng cái an lạc thì nó phải nhập định lại, nhập định để hưởng cái quả đó. Đó là
định nghĩa sơ khởi về lộ nhập thiền quả. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm. Tâm lộ. Hộ kiếp. Rung động dứt dòng. Ba cái đó ha, hộ kiếp. Rung động dứt dòng. Kháng y môn. Kháng y môn. Rồi, ngay bắt đầu sau cái này là ba hoặc bốn sát na thuận thứ. Ba hoặc bốn sát na thuận thứ. Ba hoặc bốn sát na thuận thứ. Rồi, cái chất là thiền quả. Thiền quả vô số cái. Chấm 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 chấm. Thiền quả vô số cái. Thiền quả vô số cái. Rồi, ở trong tâm lộ này mình viết đi, bỏ xuống lại cho nó thành một cái đường thẳng lộ ha, thành một cái lộ thẳng luôn thì dễ nhìn. Thiền quả, thiền quả, thiền quả, nhập thiền quả. Quả hả? Sao lại thấy quả? Ok, chắc là cái máy. Rồi như vậy trong cái lộ nhập thiền quả này đó, nó diễn tiến là hộ kiếp, rung động, dứt dòng, kháng cái môn. Rồi tới đây mình thấy có cái sự khác biệt là nó ba hoặc bốn cái sắc na thuận thứ, tức là nó cùng một tên luôn gọi là thuận thứ, chứ nó không có chuẩn bị cận hành thuận thứ là chuyển tánh nha, không có đó. Bởi vì cái này là thiền quả, thiền của một bậc thánh mà nhập để hưởng quả, chứ không phải là một sự diễn tiến về cái lộ trình động tốc như cái kia nữa. À, nó có sự khác biệt như vậy. À, đây là chỉ có những bậc thánh là mới làm được điều này thôi. Thành ra chỗ này không cần phải chuyển tánh, nhưng là thánh mà ta đã thánh rồi thì giờ ta chỉ hưởng, giống như mình làm bậc nhà giàu rồi mình không cần phải làm cái này làm kia, cứ lấy tiền ra lấy đồ ăn ra là hưởng ha. À, thì bậc nhập thiền quả này là bậc thánh đó lên và tu đầu quần tu đà hàm hai hàm hai la hán quả. À, người ta muốn nhập lại để hưởng lại cái trạng thái mà họ đã từng được cái đó. À, thì lúc này người ta không còn sử dụng cái vấn đề mà phải chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh rồi nhập thiền rồi cái không cần cái đó nữa. À, mà này vô là bốn ba hoặc bốn cái sắc na thuận thứ liền rồi nhập thiền quả luôn. À, nhập vô số cái luôn, ngồi ra mình là hưởng ngồi yên hưởng hạnh phúc niết bàn một cách là tuyệt đối ha. À, như vậy được gọi là một vị thánh nhập vào cái trạng thái niết bàn mà họ muốn được hưởng những cái trạng thái vô số cái, tức là có thể là tỷ cái hoặc là mình nói theo ngày đó là một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày vân vân, người ta có thể hưởng được cái trạng thái đó an lạc hạnh phúc là tuyệt đối. Đây là cái vấn đề mà chỉ có bậc thánh mới làm được ha, còn mình thì không có làm được vấn đề này. Rồi xuống dòng sát na hai chấm là vô số cái. Sát na hai chấm vô số cái, bởi vì là thiền quả mà vô số cái và không có đếm được ha. Sát na vô số cái. Rồi chẳng có mấy chẳng bây giờ chẳng có mấy chẳng đây. Hai chặng rồi, đúng rồi, xà thứ hai chặng. Hai chặng là gì đây? Kháng y môn, động lực, chính xác. Kháng y môn là sát na, kháng y môn ha. Là ba bốn sát na thuận thứ là thiền quả thì được xếp vô là gọi là
nhóm động lực. Rồi như vậy mình có hai là cái môn động lực. Rồi bây giờ tới thứ tâm, thứ loại tâm đó. Hai chấm. Bây giờ có bao nhiêu loại tâm đây? Nhớ là đây là thuộc về bậc thánh nha. Thứ tâm. Bây giờ kháng ý môn có không? Kháng ý môn có. Có. Xà thủ có kháng ý môn có. Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo có không? Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo có không? Có không? Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Alo. Nói tám là suy nghĩ kỹ chưa? Yeah. Bốn tâm thánh quả cũng đặt luôn. Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ chưa? Bốn tâm thiện dục giới tịnh hảo có không? Suy nghĩ kỹ là đi. Có không? Một người có, rồi ai có nữa? Thông báo cho biết là trật á. Suy nghĩ kỹ đi là trật á. Nói quả chứ, trật đó nha. Giờ bốn cái sát na mà thuận thứ là nè, bốn cái sát na thuận thứ là nè, chúng ta phải để ý nè. Bốn sát na thuận thứ là có phải là một trong tám cái tâm thiện dục giới tịnh hảo làm không? Phải luôn. Phải, như không. Như phải. Không là sao không? Nguyên Như nói tại sao không? Nói ngay ngay. Thiện dụng gì tác? Đang hỏi về tám cái thiện dụng giới tịnh hảo mà nhảy qua gì tác làm chi đó? Đang nói mà... À, gì đây? Tên gì đây? Áo gì đây? Bốn thiện dục giới hợp trí, xa thú bốn thiện dục giới hợp trí. Không có ly trí trong đây nha quý vị học đã rồi quên hết rồi, chỉ có một người lạ là trúng thôi. Người này mới vô mà trúng rồi. 10 điểm cho 10 điểm. Xa thú bốn thiện hợp trí, gọi là bậc thánh nhập vô thiền quả, sao có tám ly trí sao nhảy vô được, ly trí không có vô vụ này, phải chưa? Rồi bốn thiện dục giới hợp trí không, rồi tám di tác dục giới hợp trí có, tám di tác dục giới có không, tám di tác dục giới có không? Bậc thánh A La Hán tám di tác có không? Giờ biết rồi, có gì tác dục giới hợp trí, biết rồi. À, đối xa là bốn gì tác dục giới hợp trí. Rồi, giờ tới 20 tâm đạo có không? 20 tâm đạo có không? Alo. Nguyên Như không, Thiền Vũ không, không. Sao, tại sao không? Lý do tại sao không? Lý do tại sao không? Nguyên Như một cái mạng Thiền Hồng Kim Dung. Thiền quả mà, đúng rồi, thiền quả mà. Cái câu nói hay, thiền quả mà. À, chính xác, đang nhập thiền quả mà nhảy vô cái thiền đạo tại chi đạo chi nó đắc rồi, bây giờ ta muốn hưởng niết bàn, ta muốn hưởng lại cảnh đó thì đó là thiền quả, thì lúc đó là bao nhiêu
bao nhiêu tâm quả quý vị, bao nhiêu tâm quả sư thấy đây. Hai chục xà thử hà dục xà thử sự rồi, chính xác ha. Giờ mình cộng lại nhiều, 20 tâm quả siêu thế, cộng 4 di tác, cộng 4 thiện dục giới hợp trí, cộng 21, và như vậy bất thứ tâm là 29 thứ tâm trong cái lộ nhập thiền quả. Chính xác ha, 29 thứ tâm. Rồi, thư ký cho lên sơ đồ lại đi. Thư ký đâu rồi, em lưu rồi. Thứ tâm rồi, sao đâu, sao đâu ha. Rồi, xong ha. Rồi, sao đâu. Từ từ gõ ha. Thư ký siêu siêu sao lắm mà. Gõ rập là xong liền. Giống như người ta chơi nhạc piano lên ngồi làm cái rét cái xong liền. Gõ gì thấy người ta đánh piano không, thấy người ta lên đường piano người ta ngồi không, mười ngón người ta làm lia trời đó, mình ngồi mình đánh có mấy nốt được không, mấy cái chữ được không. Phải không, xong chưa, giỏi không ha. Rồi xà thử, xà thử. Rồi giờ tới người, tới người nha. Tới người cười, người nhị nhân có không, người nhị nhân có không, không, người phàm tam nhân có không, người phàm tam nhân không, không luôn, à, xa thử không luôn, phàm tam nhân cũng không không. Bốn người đạo có không, bốn người đạo có không, không luôn, xa thử, xa thử, xa thử. Rồi bốn người quả có không, bốn người quả có không, à, có, đúng rồi, xa thử. Mình nói là bốn người quả có mà. Nói là kiểu con Hồng Nhung không, con Kim Nhung. Bốn người quả có mà, bốn người quả có mà, đây là chỉ có bốn người quả thôi, bốn người chỉ có bốn người quả thôi, có mười, có mười có mà, dạ có mà. Hay câu hay, giống như trong bộ sân đói mà, các pháp thiện có phải là tâm thiện không, hay là các tâm thiện là pháp thiện phải không? Phải chăng những cái câu nó dùng những cái từ phải chăng thay vì phải không, dùng chữ phải chăng, phải chăng không nên nói vậy mà. Không nên nói vậy mà, là dạ có mà. Rồi phải mà, phải rồi, ok rồi, giờ dùng tới người là có hả, xong rồi, giờ tới cõi. Cõi bốn cõi khổ có không, bốn cõi khổ có không, không, xa thử, xa thử. Bốn cõi khổ là không có ha, bốn cõi khổ là không có. Rồi, rồi cõi vô tưởng có không, cõi vô tưởng có không, không luôn, không luôn, sao được. Ê, thì cõi vô sắc có không? Cõi vô sắc có không? Có luôn, có luôn, thiên vũ trật là có luôn, bậc thánh trên đó vẫn có, như thường ha, thánh quả là có, ha. Người quả có, người sơ đạo thì cũng có, nhưng mà người quả từ đó lên thì có. Rồi như vậy là mình trừ ra bốn cõi khổ cộng vô tưởng và trừ năm cõi thì mình bằng có được 26 cõi. 26 cõi trừ vô tưởng nha, nhớ trừ vô tưởng nha. 26 cõi vui vô tưởng ha. Trừ
trừ bốn khổ, trừ cõi vô tướng. Rồi như vậy là cõi mình có 26 cõi. Rồi chỗ tư ký lại cái này cho từ tâm lộ cho xuống tới cõi luôn, thành một cái nhóm cho nó dễ coi ha. Rồi ha, để tôi ghi làm xong cái quý vị tặng bông hoa là rồi chút làm xong đó. Làm cái này đó, thư ký cổ viết cái này đó, cô Nhung biết kiếp nào sanh ra cái tay cũng là đẹp mà mượt mà sáng chói, tay mà đụng vô ông nào ông đó điện giật bạc 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 đụng ông nào điện giật ông đó. Đúng rồi, điện giật hết á, đúng không nào, là tê bại luôn. Giống như cái tích truyện, quý vị chắc có nghe cái tích truyện lại chứ không? Có cái cô đó gọi xấu, xấu mà ông nào đụng vô là mê mẩn liền á, đụng cái tay bả cái thôi là điện giật nhói tim luôn. Do cái phước quá hồi xưa là bố thí này mà dân cúng nhưng mà do chỉ lo bậc thánh là được rồi. Dạ, trong Nguyễn làm ví dụ pháp này cũng vậy đó, tiếp nào sanh ra tay cũng búp măng ha, sáng chói ha, tay mềm mại như lụa ha, đụng vô nào điện giật cũng là. Rồi một bông dâng lên quá trình tặng cho Nguyễn, tặng thư ký quá trời. Rồi, xuống dòng ghi chú 2. Ghi chú 2 chấm. Rồi, ghi chú đi. Đây, không có đồng tháng. Ta mà có thôi. Khi nào thấy không có mặt trên room nữa là biết là xong rồi đó nha. Là biến rồi, khô biến. Thấy không có là khô biến. Ghi chú chưa? Ghi chú chưa? Trời sao cười vậy? Nó khô biến thiệt chứ. Không có khô biến thiệt chứ. Biến mất trên thế gian rồi. Ghi chú 2 chấm. Trước khi nhập phải chú nguyện. Trước khi nhập phải chú nguyện. Cho cái dấu ngoặc kép cái này. Trước khi nhập phải chú nguyện. Siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc. Siêu pháp, siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đắc, phải hãy khởi lên trong tôi trong suốt thời gian. Chấm 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 chấm. Trong suốt thời gian đó, xin cho hữu vi cảnh vắng mặt. Đóng mặt kép lại. Trong suốt thời gian đó, xin cho hữu vi cảnh vắng mặt. Rồi, đó, tức là một vị muốn nhập thiền quả trước khi nhập là phải chú nguyện. À, chú nguyện trong tâm mình nó xin cho cái siêu thế pháp nào, chẳng hạn như sơ quả, nhị quả, tam quả rồi đó. Mình đã chứng đắc được khởi lên trong suốt một thời gian lâu dài đó,
Thì trong suốt thời gian đó xin cho cái pháp hữu vi, những cái hữu vi cảm, những cái đối tượng về hữu vi vắng mặt, chỉ có niết bàn là pháp hữu vi thôi. Thì lúc này nguyện cho mới vô được. Rồi, xin nhận. Đánh qua thị rồi dòng. Quán tứ niệm xứ đến hành xả tội. Quán tứ niệm xứ đến hành xả tội. Phải. Khi năm nguyện cân bằng, phát sanh thuận thứ tội. Khi năm quyền cân bằng, phát sanh thuận thứ tuệ. Sau đó nhập quả định siêu thế. Sau đó nhập quả định siêu thế. Rồi, tức là một vị đó muốn nhập vào này, cái quả định này đó, thì phải đi vô pháp hành, phải vô, coi như là phải vô thiền quán, phải quay lại và nhập định bằng cách đi vào thiền quán. Cho đến khi mà cái tuệ và hành xả nó phát sanh, tuệ cuối cùng của cái tuệ mà mình tu tập đó. Danh sắc rồi sanh rồi diệt tuệ rồi phi đạo, vi đạo, tri kiến tuệ, từ kia đó phát sanh vào cho đến hành xả tuệ, xong cái năm quyền tức là tính tấn niệm định tuệ nó cân bằng, lúc đó là cái ba bốn sắc na thuận tứ tuệ nó sanh, bốn ba bốn sắc na thuận tứ tuệ tuệ nó sanh, xong rồi nó nhập vô bạc, vô cái nhập vô quả định, rồi nhập vô thiền quả, nhập vô số cái luôn, hay nhập liên tục vậy, là bao nhiêu tùy theo cái lời quyền người ta, thì đó là cái cách mà chúng ta cần được biết như vậy. Thì một người mà đã từng chứng đắc đạo quả rồi thì ta nhập vô nó, nhưng mà vô cái thiền quán nó dễ dàng ha, rất là dễ. Còn mình thì mình vô khó khăn quá, mình vô muốn vô thiền quán trước tiên mình phải hiểu thiền quán là gì, vô thiền quán ra sao, phải tu tập thiền quán như thế nào một cách rõ ràng thì chúng ta mới có thể hy vọng là mình có đủ giống liếng căn bản về thiền tinh xứ, thì sau này mình vẫn có cơ may để mình thành thánh thánh nhân được. Còn nếu mà chưa có nắm được cái tứ niệm xứ được thì khó lắm, rất là khó. Rồi xuống dòng điều kiện nhập thiền quả, hai chấm. Điều kiện nhập thiền quả, viết chữ to lên, điều kiện nhập thiền quả. Dòng, cái đầu dòng. Đắc thiền chỉ tịnh, đắc thiền chỉ tịnh trước khi đắc đạo. Lấy là đắc thiền chỉ tịnh trước khi đắc đạo, tức là một vị mà muốn nhập vô thiền quả, cái điều kiện trước tiên là phải đắc thiền trước. Đắc thiền tịnh thì chỉ á, thì chỉ tịnh á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, đắc thì chỉ tịnh trước rồi mới đắc đạo sau, thì mới có thể có cái khả năng để mà nhập thiền quả được. Chứ nếu không thì không làm được, không có làm được. Rồi xuống dòng. Chứng sơ thiền phải đắc sơ đạo, phải nhập sơ quả, sơ thiền vô số cái. Chứng sơ thiền, đắc sơ đạo, nhập sơ quả, sơ thiền vô số cái, chấm 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 chấm. Rồi, tức là cái chỗ này, cái câu nói này nó cho mình biết là người nó nhập thiền quả là phải chứng sơ thiền trước. Chứng sơ thiền xong xuôi rồi mới tu tập qua làm thế nào để đắc được cái sơ đạo. Đắc được sơ đạo xong rồi nhập vô cái sơ quả sơ thiền vô số cái mới được. Tức là phải chứng thiền, chứng đạo rồi mới nhập vô cái sơ quả sơ thiền vô số cái được. Tức là mới nhập vô thiền quả được.
Cho nên đây là cái điều kiện nó bắt buộc phải có như vậy mới được ha. Có một số chú giải cái gì người ta cho rằng chỉ có bậc tam quả hay bậc tứ quả mới nhập thiền quả được thôi. Đó là một số ý kiến của những vị đó như vậy, nhưng mà trong một số khác thì người ta không nói như vậy. Hãy mà đắc đạo đắc quả được là có thể, nếu mà đắc thiền có thiền mà đắc đạo quả được thì có thể nhập thiền quả được như thường. Thì bởi vì ví dụ như một người đắc sơ thiền, như chúng ta thấy đắc sơ thiền xong họ đắc được sơ đạo sơ quả, họ đắc bậc thánh nhân xong rồi họ có nhờ có cái nền tảng của cái thiền cơ đó, thiền cơ bản đó, nhờ có nền tảng của cái sơ thiền họ nhập lợi sơ thiền, rồi họ đắc sơ thiền họ nhập vô thiền quả được, chứ không phải đợi tới bậc tam quả tứ quả mới làm được điều này. Cho nên có một số vị đã có quan niệm đó, nhưng mà theo chúng ta thấy này, trong vấn đề này khi mình đã đắc thiền mà đắc đạo nữa thì mình vẫn làm được điều này, được nhập lại hưởng là cái quả mà đắc bậc sơ quả là tu đà, mình vẫn hưởng là được như thế. Đó là cái ý kiến mình có thể tham khảo như vậy ha, mình biết vậy. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, nếu về sau chỉ đắc được thiền cao, nếu về sau chỉ đắc được thiền cao nhưng không đắc đạo cao, thì chỉ nhập được sơ quả sơ thiền. Nếu về sau chỉ đắc được thiền cao nhưng không đắc đạo cao, thì chỉ nhập được sơ quả sơ thiền. Rồi ý nói ở đây là một người đắc sơ thiền ha, rồi đắc sơ đạo nhập thiền ha, rồi nếu mà về sau tu mà đắc được thiền cao, tức là đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đắc được lên những thiền cao, nhưng mà đạo thì không lên, không có đắc được những cái đạo cao, vẫn là vẫn là sơ đạo sơ quả như thường, thì khi này nhập lại chỉ nhập được cái sơ quả sơ thiền thôi, chứ không nhập được những cái cao hơn, cho nên chỉ nhập được sơ quả sơ thiền, chứ không nhập được vô cái cao bậc cao hơn, không có nhập được những cái tầng cao hơn. Cho nên dẫn những cái cũ như thường, sơ quả sơ thiền như thường. Cho nên vấn đề mà nó cần có sự tương quan với nhau, nó đắc được thiền, đắc luôn những cái đạo cao tương ứng nhau thì mới nhập lên những cái cao được, còn không thì nhập lại cái thấp như thường thôi. Rồi xuống dòng, thánh lạc quán không thể nhập thiền quả. Thánh lạc quán không thể nhập thiền quả. Tức là những bậc thánh chỉ tu đắc đạo thôi đó, đắc đạo đắc quả mà không có đắc thiền đó, thì nó kêu là lạc quán, là thánh lạc quán. Thì những vị này không thể nhập thiền quả được, bởi vì không có đắc thiền thì nó không thể nhập vào thiền quả được. Đó là gọi là thánh lạc quán, không thể nhập thiền quả được. Thiền khô là thiền khô thì ướt lắm, kêu là thánh lạc quán. Rồi xuống dòng, đạt thánh quả cao rồi không thể nhập thiền quả thấp hơn. Đạt thánh quả cao rồi không thể nhập thiền quả thấp hơn. Rồi, tức là đây ý nó muốn nói là một vị mà đắc lên những cái bậc thánh cao hơn. Ví dụ như mình đắc lên được tam quả này ha, một vị đắc lên được tam quả thì vị này đắc tam quả rồi chỉ có nhập được thiền quả của tam quả thôi, chứ không thể nhập nhị quả, không thể nhập sơ quả được. Cho nên đắc cao rồi thì không thể trả lời cái thấp được. Đó là cái đặc biệt ở chỗ này ha. Rồi xuống dòng, tâm là tổng số đi, tổng số tâm lộ, hai chấm, tổng số tâm lộ, tổng số tâm lộ.
có 40 lỗ. Có 40 lỗ. Là sử dụng bốn thánh quả. Bốn thánh quả là biết ha, bốn thánh quả nhân cho năm bậc thiền sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Bốn thánh quả nhân năm bậc thiền bằng 20. Bốn thánh quả nhân năm bậc thiền bằng 20. Rồi, xuống dòng. 20 lỗ nhân cho hai hạng người. Lợi căn động căn bằng 40. Rồi, như vậy là mình có được tổng số là 40 lỗ để nhập thiền quả ha. Như vậy cái bài mà nhập thiền quả là chúng ta đã học xong cái bài này. Quý vị hiểu mà đã nắm được ý của bài này không? Nắm được không? Dễ ha, tức là những bậc thánh mới nhập được cái này ha. Rồi, xong ha, hiểu hết ha. Ok. Rồi còn phần chót là mình sẽ đi luôn. Lộ số 6, lộ nhập thiền diệt. Nhập thiền quả xong rồi tới lộ nhập thiền diệt. Số 6 là diệt. Nirodha. Nirodha samabatti vi thi. Nirodha samabatti vi thi. Lộ nhập thiền diệt. Rồi, tiếp dòng. Chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả. Chỉ dành riêng cho bậc tam quả và tứ quả. Muốn tịnh chỉ danh quẩn. Muốn tịnh chỉ danh quẩn. Tận hưởng vô dư niết bàn tạm thời. Tận hưởng vô dư niết bàn tạm thời. Pari-nip-bà-na. Pari-nip-bà-na. Là vô dư niết bàn tạm thời. Vô dư niết bàn là Pari-nip-bà-na. Là nhập bộ thiền diệt là chỉ dành riêng cho bậc tam quả, là cái này mới đặc biệt là chỉ có bậc tam quả và tứ quả, tức là bậc A-la-hàm và bậc A-la-hán quả. Những vị này muốn tịnh chỉ danh quẩn, tức là muốn ngưng cái danh quẩn. Danh quẩn là gồm cái gì, cái gì? Danh quẩn là gồm cái gì nào, kể nghe coi. Thọ tưởng hành thức là thứ là tứ danh quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì những vị này ta muốn tận tịnh chỉ đó, là cho nó ngưng lại để mà họ đi vào trạng thái hưởng về cái trạng thái là vô duyên niết bàn. Nhưng mà này chỉ tạm thời thôi, cho nên được gọi là lộ nhập thiền diệt là nó như vậy. Rồi xuống dòng tâm lộ hai chấm.
lầm tâm lậu dòng hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh hai sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng thì ta được đi hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh hai sát na thiền phi tưởng phi phi tưởng. Sắc ma thiền phi tưởng phi tưởng gạt giới không tâm không còn tâm nữa. Không tâm gạt giới quả không tâm gạt giới quả hồ kiếp rung động dứt dần khẳng môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh hai sát na thiền phi tưởng và gặp giới không tâm không có tâm gặp giới quả rồi mới gặp gặp ngang cái nữa rồi nói tiếp thế nữa hai sát na thiền không tâm quả đúng rồi hả làm vậy đó là viết đúng rồi chuyên nghiệp ha rồi nói tiếp theo nói tiếp gặp ngay nói tiếp thôi mà 14 hộ kiếp 14 hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn 7 động lực hộ kiếp 14 hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn 7 động lực hộ kiếp lại chưa yeah. 14 hộ kiếp rồi rung động dứt dòng kháng y môn 7 là sa ma na hộ kiếp lại là như vậy ra rồi giờ mình ráp hai cái đó lại ráp hai cái lỗ tâm hai cái lỗ tâm nó vô thành một chỗ để cho nó dễ để đọc ha ráp hai cái vô được chưa? Rồi, đúng rồi ha. Rồi, đó là cái sự diễn biến của cái nhập thiền viện mà vậy ha. Cái này là cái tâm lộ. Thì nhập thiền viện nào và hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tánh nhập vô hai sắc na thiền phi tưởng tức là phải là thiền phi tưởng xứ không à, tức là người nào mà không đắc được cái này thì không làm được tức là phải đắc với cái tối cao của thiền của sắc à, thì lúc này là hai sắc na thiền phi tưởng xứ xuất hiện rồi ngưng luôn dòng tâm thức ngưng lúc này là ngưng dòng tâm thức là không có tâm ngay chỗ này là không có tâm à, sau khi hai sắc na thiền phi tưởng xứ và ngưng không tâm rồi đó là đang hưởng trạng thái vô dư niết bàn đó thì cái gì tâm không còn sinh khởi nữa dòng tâm thức ngưng hoạt động à, dòng tâm thức là tạm thời không còn ha thì ngay chỗ này mình ghi chữ không tâm là cái gì hiểu không rồi sau một thời gian ví dụ như 7 ngày sau à, nhưng hoặc là do một cái ý nguyện gì đó hoặc là do cái trường hợp nào đó thì người đó là trả lời đời sống lại thì trước khi trở lại thì tâm quả xuất hiện à, cái tâm quả xuất hiện ví dụ người đó là bậc A La Hán thì cái tâm quả này là tâm quả gì cái gì
tâm gì, tâm quả gì. Tam quả, xa thú chính xác là tam quả. Còn nếu là bậc A-la-hán thì bậc A-la-hán thì tứ quả, đúng rồi, xa thú tứ quả rồi. Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm hay quá, là xà thủ xà thủ nói là tưởng nó có là chết rồi, chỉ có tam với tứ thôi ha, xà thủ thấy cái thấy quý vị vẫn vững vàng, mình hiểu pháp là vững vàng chứ, mà không có nhị quả sơ quả gì không có, chỉ có tam tứ quả thôi. Rồi tam quả là tam quả hoặc là tứ quả. Rồi mình trả lại bình thường là trước khi vô lậu tâm lại thì là 14 hộ kiếp, là 14 sắc nào hộ kiếp là sanh khởi. Lại trả lại lậu tâm bình thường ha, 14 hộ kiếp. Xong rồi cũng dứt dòng kháng môn là 7 động lực sanh khởi hộ kiếp trở lại, trả lại bình thường. Đó là cái sự diễn tiến của một vị tam quả và tứ quả nhập thiền diệt, là phải vô thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Nhập vô thiền phi tưởng phi tưởng rồi mới niết bàn được. Đây là cái đặc biệt của các bạn ha. Rồi bây giờ sát na, mình có mấy sát na đây, sát na có mấy đây, sát na của lộ nhập thiền diệt đó có 8, đếm rồi có 8 phải không nha, 8 nha. Cái môn là 1 nè, chuẩn bị là 2, cận hành là 3, thượng thứ là 4, chuyển tánh là 5, 2 sát na thiền phi tưởng là 7. Là gì nữa, quả là 8, đúng rồi, xà thử xà thử, giỏi quá ta, con nhận cô Dung siêu sao ha. Mình hay nói là 7 hoặc là 8, 7 hay 8 thì vậy đó, là nếu mà là độn căng thì bỏ cái chuẩn bị ra thì còn 7, nếu lợi căng thì thêm lợi căng thì bỏ chuẩn bị, mà độn căng thêm chuẩn bị vô. Học trò lúc tài dữ quá, học trò thấy cổ hơn cổ học nhiều thầy lắm, giỏi quá trời, siêu sao không à, đây toàn siêu sao, ai cũng 3-4 thầy, thầy Đức Tài, thầy Minh, rồi thầy gì nữa, nó nhiều lắm, nhiều thầy lắm. Thì đang học đây rồi, mấy anh kia đâu hết rồi, sao dám đến trời, cỡ cô Nhật Quỳnh bây giờ là thuộc loại là siêu đẳng, cô Nhật Quỳnh như cái mấy ta siêu đẳng, xưa cỡ như mấy người thường thường gặp cô như cô Nhật Quỳnh mấy ta là bỏ túi ha. Học tới, giờ học tới lộ tình tâm sắp rồi, lộ thiền diệt luôn, nhập diệt thọ tử địch luôn, quá dữ luôn. Ai biết được cái này, đục trời cũng ra đó. Được trở ra kiếm cô như mấy ta, cô Nhật Quỳnh kiếm ra, cả tuổi đó mà biết được gì là quá dữ. Xà thú, quý vị cô cho hoa tặng cô Nhật Quỳnh với cô mấy ta, người lớn tuổi nhất trong rung mà học, tới lộ tình tâm, hiểu cách dễ dàng, không có gì thắc mắc. Nhẹ nhàng như tàu lá chuối. Rồi, tặng hoa lên, tặng hoa lên. Quá giỏi luôn, tuổi lớn học thì quá giỏi luôn. Cũng được xếp vô là ngoài bậc trí trong thời đại hôm nay, chứ không phải giỡn mà. Thiệt mà, chứ không phải giỡn mà. Trí mà, chứ không phải mà thường sao không nói. Học với chia pháp là xong rồi, cuốn gói trốn mất rồi. Chia pháp tất cả là pháp tục, lấy pháp chân đế, chia chân lát, lấy lên tới tâm tham, cái là trốn mất tiêu luôn. Không thấy mặt luôn. Giờ cô Nhật Quỳnh chứ cô phải ta học lên tới này tới đỉnh cao luôn, nhiều quá, quá dữ luôn. Rồi ha, xà thú ha, đã xà thú ha, sáng nay xong chưa, xong ha, rồi giờ tới chặn, chặn có mấy chặn đây, chặn chặn dễ ha, có hai là hai kháng yếm, hai là kháng yếm môn với động lực, dễ thôi ha. Rồi, cả cái môn động lực thôi, không có gì hết.
Rồi, bây giờ tới thứ loại tâm nào. Thứ tâm, hai chấm. Thứ tâm. Cái môn có không? Cái môn có không? Có, xa lắm rồi, có ha. Rồi, tám dục giới tịnh hảo có không? Tám dục giới tịnh hảo có không? Tám dục giới tịnh hảo có không? Thiền Vũ cho bốn thiền hợp trí. Cô Hồng Nhung hai thiền dục giới hợp trí xa hai tờ. Tại sao? À, cô Hồng Nhung theo cô Hồng Nhung tại sao? À, mời cô Hồng Nhung lên giải thích tại sao mà có hai thiền dục giới hợp trí xa hai tờ hợp trí xa và mời cô Hồng Nhung ngay. Dạ, con thưa thầy. Dạ. Là vì đây là lộ tâm nhập thiền diệt đó thưa thầy, nên là chỉ có những vị mà đắc ngũ thiền, tam quả, thánh tam quả, tứ quả và phải đắc ngũ thiền thì mới nhập được lộ này. Do đó là cái tâm nó phải là hợp trí, tâm thiện hợp trí dục giới, tâm thiện dục giới hợp trí và thọ xả, và tâm tố dục giới hợp trí thọ xả, vì đây là ngũ thiền thưa thầy. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Xa thú hay quá, là chính xác ha, chính xác ha quý vị. Tức là đây là nên nhớ là phải nhập vô thiền phi tưởng, phi phi tưởng thì phải là người đắc ngũ thiền ha, mà đắc ngũ thiền trở lên thì khi mà dùng cái dục giới mà hợp trí thì phải là xả ra chứ thọ hỷ cũng không xài được ha. Thì như vậy là hai cái thiện dục giới hợp trí thọ xả và hai cái di tác dục giới hợp trí thọ xả luôn. Thì như vậy là bốn cái động lực nó thuộc về thọ xả hết, hợp trí. Như vậy là mình có được là hai cái thiện, hai di tác hợp trí thọ xả ha. Rồi, tới tâm thiền sắc giới có không? Ngũ thiền sắc giới có không? Ngũ thiền sắc giới có không? Không, rồi, một người không, ai nữa không? Nãy mình nói đắc ngũ, đâu phải người ngủ thiền mới được, bây giờ sao ngủ thiền sắc giới không có mà. Thiền Vũ có, Thiền Vũ có, phi tưởng, phi tưởng, đúng rồi, cô Thiền Vũ trật rồi nha, không có nha, bởi vì nhập vô phi tưởng, phi tưởng thì phải là hai cái động lực phi tưởng, phi tưởng, tức là một là thiện, hai là di tác, tức là hai cái động lực đó, là một thiện, một di tác, thuộc về phi tưởng, phi tưởng, bây giờ nắm được chưa, tức là cô Thiền Vũ nhắm nắm được không? Cô Nhật Quỳnh, cô Meta nắm được không? Cái này động lực phi tưởng tức là một thiện và một di tác. Nếu là bậc tam quả thì nhập vô thiện phi tưởng, còn nếu là tứ quả thì là bậc A-la-hán thì nhập vô di tác, di tác phi tưởng. Rồi, bao nhiêu thiền, bao nhiêu tâm mà không tâm đây? Tâm không tâm có bao nhiêu tâm? Loại tâm gì? Tâm không tâm có bao nhiêu tâm? Loại tâm gì? Tâm không tâm có bao nhiêu tâm? Loại tâm gì?
Không tâm là có loại gì đâu. À, xa thử không tâm không có tâm thì có loại gì đâu. Đừng nói có là chết. Đâu có mà, đâu có mà, làm gì có mà. Rồi, tới quả. Ừ, quả gì đây? Rồi, xa thứ tam quả ngũ thiền hoặc là tứ quả ngũ thiền. Tam quả ngũ thiền. Quả gì? Tam quả với tứ quả chứ, tam quả ngũ thiền, tứ quả tứ thiền là gì? Rồi, mỗi trong trong cái sắc la quả nó có ba quả nha, ba hoặc bốn quả ha. Tức là mình phải ghi là ba quả ngũ thiền, ba quả và bốn quả ngũ thiền nha. Ngũ thiền bà của gì đó, tam quả, tam quả ngũ thiền và tứ quả ngũ thiền, ghi vậy đây ha, tam quả ngũ thiền và tứ quả ngũ thiền, ghi cho rõ, tam quả ngũ thiền và tứ quả ngũ thiền. Nói lộn như vậy nha, cái này ghi là tam quả ngũ thiền, tức là bậc thánh tam quả đó, ngũ thiền, và thánh tứ quả ngũ thiền. Rồi, bây giờ tổng số thứ tâm là có 9 ha, như vậy là mình có 9. Là 1 kháng ý môn. Tôi ghi tổng ở đây ha, 1 kháng ý môn ha. 2 thiện dục với hành trí xã, 2 gì đó, thiện dục với hành trí xã là 4. Là 5 ha. 2 động lực phi tưởng phi tưởng là 7. 1 tam quả, 1 tứ quả, đủ thiền. 9. Rồi mình có là 9 thứ tâm. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi cõi à, người chứ, người có bao nhiêu người đây? Người có bao nhiêu người? Có hai người, một người nhị nhân, hai người tam nhân, đúng không? Người nhị nhân và người tam nhân. Đúng không? Hay quá, người tam quả, người tứ quả, xà thử. Đừng nói theo người nhị dân, người tam dân là chết liền. Tam quả, tứ quả. Rồi, ghi vô người có hai, tam quả, tứ quả. Và tư bả rồi ha, sang nào. Rồi cõi cõi thì cho anh biết là có 22 cõi, ghi luôn ha, khoảng cao ha, cõi 22 gì đây. Thiện phi tưởng phi phi tưởng là quả, thiện quả, thiện là tâm quả đó, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng,
của thiện là tâm quả, phi tưởng phi tưởng của bậc tam quả. Cái đó là phi tưởng quả. Còn cái nào mà tâm tâm quả của một bậc thánh thì nó thuộc về quả của siêu thế nha, chứ không phải phi tưởng này. Lộn rồi. Quả của tam thiền, tam quả ngũ thiền và tứ quả ngũ thiền là của bậc thánh tâm siêu thế ha, chứ nó không phải là cái phi tưởng nữa. Còn quả phi tưởng là khác rồi. Hai phi tưởng ha, là một thiện phi tưởng và một di tác phi tưởng, một thiện phi tưởng phi tưởng và một di tác phi tưởng, đó nó là như vậy, là cái chỗ nhập vô cái phi tưởng xứ, nhập vô cái thiền phi tưởng đó. Rồi mới không tâm, không tâm xong mới cái hiệu quả xuất hiện đó, như vậy là cái một thiện một di tác chứ không có quả trong đây ha, nó không có nào quả nằm đây, nắm được chưa, nắm được không? Tức là cái lộ tâm đi là nhập vô phi tưởng, nếu là bậc A-la-hàm thì lúc đó là nhập không có phải là tâm di tác nữa, nếu bậc A-la-hàm thì đâu có tâm di tác, bậc A-la-hàm thì nhập vô là phi tưởng nó thuộc về thiện, thiện phi tưởng, còn nếu là bậc A-la-hán thì không còn thiện nữa, ta sử dụng tâm di tác nhập vô phi tưởng, đó là lý do là như vậy ha, là nhập vô phi tưởng như vậy. Rồi khi mà nó không tâm sao mới trở lại đời sống á, thì tâm xuất hiện trở lại là phải tâm quả xuất hiện trở lại. Mà tâm quả của bậc A-la-hàm thì tâm tam quả xuất hiện, còn tâm quả của bậc A-la-hán thì tâm tứ quả xuất hiện, là thuộc về ngũ thiền. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi ha, rồi cõi có 22. Trừ bốn cõi khổ. Trừ vô tưởng, trừ bốn cõi vô sắc luôn. Vậy chỉ cái cõi ngũ uẩn mới làm được cái này ha, đầy đủ ngũ uẩn mới nhập được thiền quả thiền diệt này. Từ bốn cõi khổ, cõi vô tưởng là 5, bốn cõi vô sắc là 9, thì còn 22 ha. Rồi đó là cõi là xong ha. Rồi xuống dòng, những sự việc cần làm trước khi nhập định diệt, những sự việc cần làm trước khi nhập định diệt. Đây, copy này. Thấy không quý vị? Đọc được không? Ok, rồi bỏ cho đi, rồi bỏ xuống từ cái đi, bỏ xuống từ phần cho dễ. Hôm nay hên, hôm nay nó cho. Chưa, từ từ, phải tắt ra chứ. Những sự việc cần làm trước khi nhập bệnh viện. Bốn phận sự trước tiên như sao? Hai chấm, chữ trước tiên như sao, hai chấm, rồi mới 1, 2, 3, 4. Cô thư ký ghi trước ha, bốn phận sự trước tiên như sao, hai chấm. Bốn phận sự trước tiên như sao. Thank you.
một là chú nguyện cho các vật dụng ngoại thân của mình không vì một lý do nào bị hư hoại. Ê, muốn cảm rồi. Cảm rồi. Là vị đó phải chú nguyện ha, chú nguyện những cái vật dụng ngoại thân của mình không vì một bất cứ cái gì hư hoại. Thứ hai là chú nguyện tự xuất khởi thiền diệt khi có chư tăng muốn triệu tập. À, tức là khi mà có chư tăng mà muốn triệu tập mình đó, thì phản ứng tự nhiên trong tâm đó là phải nguyện, là từ những lúc đó phải xuất ra. À, thứ ba là chú nguyện tự xuất khỏi thiền diệt khi bậc đạo sư muốn gặp, tức là bậc Đức Phật muốn gặp, thì phải tự động xuất ra chứ thôi là không xuất được, phải nguyện. Rồi, số 4 là quán xét tuổi thọ của mình. À, suy xét về cái tuổi thọ là mình sống được 7 ngày không. Nếu mà khi quán xét tuổi thọ mình không thể sống được đến một tuần lễ nữa, thì bị thánh bất lai hay là bị thánh nào đó thì không nhập thần diệt được, không nhập thần diệt. À, và để nếu mà bậc thánh mà bất lai thì bị xét là 7 ngày mình chưa sống tới thì không nhập. À, để thời gian cố gắng tu tập để mà thành tựu luôn a la hán quả. À, đó là như vậy. Rồi xuống dòng. Ghi nghiệm chưa quý vị? Yeah. Hay chưa? Rồi còn khúc chót nữa, ráng làm cho xong rồi ha. Riêng các vị thánh A La Hán sẽ hai chấm. Riêng các vị thánh A La Hán sẽ hai chấm. Riêng các vị thánh A La Hán sẽ hai chấm. Rồi thấy chưa, copy luôn cho nó lẹ ha, cho mình copy rồi không sao hết. Hoặc chú nguyện xuất khỏi thiền diệt trước ngày viên tịch. À, đối với bậc A La Hán mà chú nguyện xuất khỏi thiền diệt trước ngày viên tịch, à, để mà giáo giới các đệ tử hoặc là từ giả các bậc đồng phạm hạnh là lên đường. À, nếu mà nhập thiền diệt mà cái tuổi thọ trước là phải xuất trước khi mà duyên tịch ha, trước cái ngày giờ duyên tịch, thì như vậy là cái duyên tịch này, cái nhập niết bàn là nó có ngày cái thời gian nhất định như vậy ha, thì phải ra trước để mà giáo giới hoặc là từ biệt các bậc đồng phạm hạnh, rồi hoặc là không nhập thiền diệt. Là nếu thấy vậy thôi không đủ kịp giờ thôi không nhập thiền diệt. À, rồi nếu mà có người trong bốn sự việc trên ba điều đầu có thể không chú nguyện cũng được, nhưng điều thứ tư bắt buộc phải làm. À, điều thứ tư bây giờ coi lại điều thứ tư. À, vì tuổi thọ đó. À, bắt buộc phải làm điều này ha. Rồi nếu cõi chư thiên hay phạm thiên giới có thể không làm điều gì cả, nếu có cũng chỉ là điều thứ tư. À, bởi vì trên chư thiên phạm thiên không có chư tăng ha, không có thánh tăng rồi đó, không cần ha. Còn nếu có chỉ có điều thứ tư thôi là gì thọ thôi.
rồi sẽ không có một tai hại nào xảy ra, nếu xảy ra mà đến tính mạng của mình á, cũng như những vật tùy thuộc vị ấy khi đang nhập thiền diệt. À, đây cho mình biết là sẽ không có bất kỳ một cái tai hại nào xảy ra đến tính mạng cũng như cái vật tùy thuộc của vị ấy đang nhập thiền diệt. À, ví dụ như một vị mà đang nhập thiền diệt á, có ai mà làm gì đốt hay là đánh đập hay là gì không có phê, không ảnh hưởng gì hết. À, đó là cái đặc biệt của cái nhập thiền diệt như vậy. Rồi nếu các ngài không chú nguyện, nhưng khi Đức Đạo Sư hay Chư Tăng muốn gặp mặt, cử một vị tỳ kheo sứ giả đến đứng vừa tầm nghe của vị ấy bảo rằng: thưa tôn giả, Đức Đạo Sư hay Chư Tăng muốn gặp ngài, xin ngài hãy lập tức xả thiền diệt ngay bây giờ. À, chỉ vậy thôi, vị thánh đang nhập thiền diệt lập tức xuất định ngay. À, nó có thể đập đáo là cái chỗ đó. Và nếu mà vị đó không có chú nguyện thì Đức Phật hoặc là những vị cử một người tới đứng nói, mà nói lúc đó không nghe là nhập thiền diệt mà đâu có tâm đâu, nhưng mà nói xong là vị đó tự động xuất liền. À, đây là đập đáo là cái chỗ đó ha. Rồi đối với các vị thánh có chú nguyện ba điều trên, khi Đức Thế Tôn giảng pháp hoặc chế định học giới hay Chư Tăng nhóm họp, không cần phải cử sứ giả đến, tức khắc vị ấy xuất định đi đến gặp Đức Phật hay Chư Tăng. À, đây là tuyệt vời. Đối với vị thánh mà có chú nguyện ba điều trên, có chú nguyện ba điều khi Đức Thế Tôn giảng pháp hoặc là chế định học giới hay nhóm Chư Tăng nhóm họp thì không cần có sứ giả đến, chỉ cần đúng ngày đó thì vậy đó tự khắc phải xuất định liền. Còn nếu không có chú nguyện và không có sứ giả nào thông báo thì vị đó ngồi luôn, nhập định luôn, không có xuất định ha. Những trường hợp như vậy. Rồi xuống dòng phương thức nhập thiền diệt, một đoạn cuối nữa, phương thức nhập thiền diệt gì bó tay à? Sao bó tay? Phương thức nhập thiền diệt. Phương thức nhập thiền diệt. Rồi, tới cái này là xong nha. Đó, rồi. Chép. Phương thức nhập thiền diệt là trú xứ thanh vắng yên tĩnh, làm điều kiện tất yếu ha. Trú xứ và thanh vắng yên tĩnh, nhập vào thiền tịnh theo thứ tự từ sơ thiền cho đến vô sở hữu thiền. Khi xả thiền vô xa phải thực hiện bốn việc làm trước ở trên rồi mới nhập vào thiền diệt. Bây giờ nhập có phát nguyện trước bốn việc làm trên đó thì mới nhập vô thiền diệt. Tức là nhập từng tự thiền cho tới vô sở hữu xứ rồi mới xả ra, rồi mới nguyện bốn cái điều đó ha, xong mới nhập vô được. Thì cái lộ tâm nó diễn tiến mà cũng vậy, giống vậy ha. Chuẩn bị hậu kiếp rung động dứt dòng thắng y môn, chuẩn bị cận hành tưởng thứ chuyển tánh hai sắc na phi tưởng vi tưởng cũng giống vậy ha. Rồi dứt sắc na phi tưởng thì giờ tranh quẩn biến mất trong vòng 7 ngày. Rồi khi xuất định tâm thánh quả của vị ấy cũng sẽ xuất hiện ha. Tam tứ quả nó sao thì phải nè. Tiếp đến là 14 của phần cơ bản này có gì lặp lại ha. Đối với cõi người tâm không sanh trong vòng 7 ngày. Riêng cõi chư thiên phạm thiên, thời gian tâm không sanh bao lâu là theo ý vị ấy. Và đối với cõi chư thiên phạm thiên là nó là khác mọi người mình ha. Tuổi thọ họ lâu lắm, sắp bao lâu tùy theo ha. Chưa, chắc kịp chưa? Rồi, hôm nay mình học tới đây thôi ha. Học tới đây thôi. Từ từ học tới đây thôi. Tới đây ngưng.
lần sau còn đoạn chót là điều cần thiết, lần sau điều cần thiết nhắc nhở tới điều cần thiết là biết đoạn chót là xong cái lộ trình tâm ha. Những phần mà ghi chú thêm để chúng ta nắm được cái quy trình của nó. Điều cần thiết. Rồi, coi như là coi như cũng xong đó, coi như hết đó, còn cái bà tâm còn cái điều cần thiết chút nữa là xong ha. À, cái gì đã dứt điểm được cái phần lộ trình tâm một cách rõ ràng, chính xác ha. À, do phước báo ngày hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta lưu được năm pháp sắc lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thải. Rồi, hôm nay chúng ta đã dứt điểm xong coi như là gần hoàn hảo cái chương trình lộ trình tâm. Đó là cái phước báo của quý vị đến đây cũng rất là tuyệt vời ha. Được học đầy đủ những cái chi phần rất là sâu sắc trong cái lộ trình tâm. Bởi vì chịu khó lâu lâu chịu rảnh coi đi coi lại để cho mình có một cái chiều sâu về cái giáo pháp càng lúc càng sâu sắc hơn. Rồi, có gì cho Nguyễn thư ký này sẽ gửi cho quý vị là những bài đoạn chót còn sót gì đó gửi quăng qua lại ha. Đây, quý vị có được tài liệu cho mình coi đi qua lại cho được nhiều cái điều lợi lạc. Rồi xin trả mic lại cho cô thư ký nha, cô Nhất Quỳnh nha. Dạ sa thú lành thai, Nhất Quỳnh xin thay mặt đại chúng trung trung thành kính tri ân thầy kinh đã tận tình chỉ dạy bài học ngày hôm nay, và đạo tràng mình đã lối 42 phút đã lối hết 12 phút rồi, nhưng mà vì bài quá dài nên thầy cũng đã cố gắng một lần nữa. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thầy, và Nhật Bình kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Bình sám hối rồi thì hồi hướng luôn. Thầy đã chúc phúc cho đạo tràng rồi ạ. Uttamange na vande hang ba da phang sum qua ruột tam ang bút thể vô kha li tổ đô sâu bút thâu kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham man cha đức vi thần và rằng tham mê giờ kali tô độ sơ tham mô khamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo tha tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande